Nhưng mà trước chúng ta nói về những thông tin đó đó thì tôi muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn về El Salvador Tại vì hôm nay đây cũng là một thông tin mà nằm trên trang đầu của CNBC và đây cũng là một cái đề tài mà nhiều bạn muốn biết Thì có rất nhiều những cái thông tin bên ngoài đó, thật ra mà nói đó họ chỉ đúng một phần mà thôi Để thường chia sẻ các bạn thống kê này với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về tình hình của El Salvador và BTC Đầu tiên hết đó, các bạn cần phải nên biết là El Salvador không phải là một nước giàu và đã có cái nền kinh tế đó không phải ổn định lắm Điều này đã có trước khi mà chúng ta có Bitcoin rồi Cho nên bây giờ nhiều người đã đổ lỗi nó là tại vì sao bắt đầu chấp nhận Bitcoin cho nên nền kinh tế mới không được ổn đó Cái đó là không đúng trước khi mà coi Bitcoin thì El Salvador đã có vấn đề rồi về tình hình tài chính cho nên họ mới tìm kiếm những giải pháp và một những giải pháp mà họ tìm kiếm được đó chính là chấp nhận Bitcoin và điều thứ nhì đó có nhiều người nhầm lẫn đó chính là chúng ta hay nhìn thấy cái số lượng tiền là 425 triệu thì El Salvador đầu tư vào Bitcoin là 425 triệu thật ra cũng không đúng Tổng cộng cái số lượng Bitcoin mà Salvador lưu trữ đó là khoảng chừng là 301 BTC mà thôi Đây là thống kê đến từ Bloomberg đó, là hồi tháng 5, tháng cách đây một tháng Lúc mà họ mua tổng cộng đó thì tùy theo là nguồn Nhưng mà dựa theo cái bài báo này của Fortune là họ bỏ ra khoảng chừng 104 triệu đô la để mà mua Thì cái số lượng 2301 BTC này với giá hiện tại đã đáng giá khoảng chừng là 48 cho đến 50 triệu Như là họ lỗ khoảng chừng là 50 triệu tổng cộng và đây là cái số lượng tiền mà họ lỗ thật sự khi mà họ đầu tư giữ BTC là khoảng chừng là 50 triệu mà thôi chứ không phải là tới mấy trăm triệu như nhiều, như là nhiều người nói. Cái con số mà chúng ta thấy là 425 triệu đó thật ra đó là con số tính tất cả, giống như là cái chi phí mà họ thông qua luật này chi phí cơ sở hạ tầng, tất cả các chi phí để cho quốc gia Salvador có thể chấp nhận Bitcoin làm tiền tiền hợp pháp đó thì tất cả chi phí đó là tổng tổng cộng là 425 triệu chứ không có phải là cái số lượng tiền mà họ đầu tư vào Bitcoin trực tiếp, họ đầu tư ít hơn rất là nhiều. Chỉ là thường mới vừa chia sẻ chỉ khoảng chừng là 100 triệu mà thôi và bây giờ đó cái số lượng tiền và đầu tư tổng cộng tất cả luôn từ cơ sở hạ tầng cho đến cái sự chấp nhận BTC thống kê đến từ Salvador là khoảng chừng 374 triệu mà thôi chứ không phải là 425 triệu như này nhiều người nói nhưng mà con số này đó nó cũng không phải là khác xa nhiều lắm đối với thuận nhưng mà cái mà chúng ta nên biết đó là ngay cả cái số lượng tiền mà họ đầu tư tổng cộng luôn đó để mà chấp nhận mình thôi làm tiền tệ hợp pháp đó cho là 425 triệu như là nhiều người nói đi con số đó thật sự rất là thấp so với lại cái số lượng tiền nợ mà họ đang có hiện tại Chứ đừng có nói tới con số lượng tiền mà họ đang bị lỗ vì đầu tư Bitcoin chỉ có 50 triệu mà thôi Con số này so với lại cái số tiền nợ hiện bây giờ đó là họ có tới 7,7 tỷ đô la nợ lận 7,7 tỷ đô la trái phiếu mà họ cần phải trả tiền nợ cũng như là trả tiền gốc khi mà đến kỳ hạn Và con số nợ này đó so với lại tổng cái nền kinh tế của El Salvador là 29 tỷ thì coi như không phải là cao lắm đối với những quốc gia khác thì cao hơn nhiều nhưng mà nói chung đó thì nếu như mà nói bitcoin là lý do tại sao mà Salvador gặp vấn đề tài chính thì không đúng hoàn toàn tại vì cái số lượng tiền so với cái số nợ đã cực kỳ thấp và đã có cái dấu hiệu nền kinh tế bất ổn trước khi có BTC rồi cái mà nhiều người lo lắng đó không phải là giá cả của BDC đi xuống tại vì cái số lượng mà họ đầu tư đó không có nhiều cho nên à, tổng thống này Berkeley mới lại không có quan tâm nhiều đến giá cả của BDC đi xuống cái mà họ lo lắng thực sự đó là họ vẫn đang vay mượn tiền và có một số chủ nợ như là IMF vân vân thì có một số nơi đó là họ có thể là dùng cái lý do tại vì El Salvador chấp nhận Bitcoin cho nên nền kinh tế bất ổn cho dù đó không phải là sự thật nhưng mà họ có thể dùng lý do đó để không tiếp tục cho vay mượn nữa hay là gia hạn và dùng đó để mà ép El Salvador phải ra một quyết định nào đó họ cũng đã từng làm trước đây rồi nhưng mà không thành công đợt này ra sao thì chúng ta không có biết chúng ta tiếp tục theo dõi mà thôi nhưng mà đây là cái tình hình của El Salvador mà thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu rõ hơn về cái số lượng mà họ đầu tư Bitcoin đi xuống thực ra không ảnh hưởng gì đến mức giá của họ hết Điều quan trọng hơn đó là những chú nợ sẽ ra sao và cái số lượng tiền nợ mà họ có đó họ có cái nguồn khác để mà trả hay là không Tại vì họ thực sự cũng mượn khá là nhiều Bây giờ thử muốn dành thời gian để mà cập nhật với các bạn về tình hình của công ty Celsius cũng như là công ty 3 Capital và công ty Voyagers và thông tin chia sẻ với các bạn đó là công ty Southers thì không có bất cứ một thông tin mới nào Ngay cả CEO Alex Mishinsky cũng không có bất cứ một cái thuyết mới nào liên quan đến tình hình Cho nên chúng ta không biết tình hình đến từ nội bộ Chúng ta cũng không thấy được bất cứ một cái cập nhật nào đến trực tiếp từ cái quỹ đầu tư 3AC nghĩa là 3 Arrow Capital Nhưng mà có hai thông tin thú vị tôi muốn chia sẻ với các bạn Đầu tiên hết đó là thông tin ngày hôm qua chúng ta thấy là có một cái nguồn cho là ngân hàng đầu tư lớn ở Hoa Kỳ đó là Goldman Sachs Họ đang thu thập tiền đến từ nhà đầu tư đó họ đang kêu gọi tổng cộng là 2 tỷ đô la để làm gì? Để mà mua các tài sản crypto giá siêu rẻ từ Celsius nếu như mà họ phá sản. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu như mà công ty Celsius phá sản đó thì họ cần phải bán những cái tài sản của họ và đương nhiên họ đang lưu trữ cũng còn một phần crypto. Cho nên Công ty Goldman Sachs muốn kêu gọi 2 tỷ đô la để mà mua crypto trực tiếp từ Celsius trong cái đợt mà phá sản này. Đương nhiên họ sẽ cần bán số lượng lớn và bán nhanh. Đương nhiên họ sẽ cần phải bán với cái giá là dưới giá thị trường. Có nghĩa là ngân hàng Goldman Sachs cho dù là thấy giá của BTC đó đang ở cái mức như thế này. Cái mức mà nhiều người cho ra rẻ giống như là thường vẫn đang tích lũy và nhiều bạn vẫn đang tích lũy. Giá có thể đi xuống tiếp hay là không thì đương nhiên không ai biết được. Nhưng mà đương nhiên đó là một trong những cái lợi thế của chiến lược chung bình giá đầu tư dài hạn nếu như giá tiếp tục xuống thì cùng một số tiền chúng ta có thể mua được nhiều bitcoin hơn cho nên thường vẫn sẽ tiếp tục mua cho dù giá có tiếp tục đi xuống nữa nhưng mà đối với goldman xác thì họ nói là không họ không muốn mua với cái giá thị trường bây giờ cho dù là giá này có rẻ nữa họ vẫn muốn mua với cái giá là rẻ hơn thì có hai cái cách nhìn về cái điều này thứ nhất đó, là tin xấu là khả năng sau sự sẽ bị phá sản tin tốt đó là Goldman Sachs muốn thu mua BTC để làm gì thì chỉ có họ mới biết mà thôi và thêm vào đó nữa đó là có một cái tài liệu đến từ Dylan Leclerc thì người này đó đã dùng thời gian để mà đọc những cái thông tin đến từ cái hợp đồng giữa Alameda Research và công ty Voyagers, các bạn đã nhớ là công ty Voyager ra họ đã mượn một cái đường dây tín dụng rất là lớn đến từ Alameda, Alameda đứng sau lưng là Sam bankman Free của sàn FTX thì các bạn đã nhớ là họ có một cái đường dây tín dụng đến 200 triệu đô la tiền mặt và đồng ổn định USDC cộng với lại 15.000 BTC con số rất là lớn nhưng mà dựa theo hợp đồng đó thì nhiều người bây giờ họ xem kỹ hợp đồng đó thì trong hợp đồng này đó cái phần 3.2 có để một cái quy định ở đây đó chính là công ty Voyager chỉ có thể tiếp tục vay mượn tiền từ Alameda nếu như mà họ không có bất cứ một cái con nợ nào mà phá sản thì chúng ta đang thấy được là đây có nghĩa là nếu như mà công ty Three Arrow Capital mà bị phá sản thật sự đó thì sẽ dẫn đến là cái đường dây mượn này của họ cũng sẽ bị cắt luôn có nghĩa là công ty Voyager ra vẫn không có phải là một cái công ty mà hiện bây giờ đó họ có một cái nền tảng tiền bạc vững chắc đâu tại vì cái số lượng nợ này đâu có thể bị cắt bất cứ lúc nào đây cũng có thể là lý do tại sao mà chúng ta không thấy bất cứ một người nào đứng lên nói là bây giờ họ đã chính thức đòi nợ và tuyên bố là 3 aero capital phá sản nhất là chúng ta được là công ty voyager cho 3 aero capital mượn rất là nhiều tiền lý do có thể là tại vì khi mà họ nói với là mọi người là 3 aero capital chính thức phá sản sẽ dẫn đến là đường dây này cũng sẽ bị cắt luôn họ sẽ không mượn thêm tiền từ Alameda nữa đây là thông tin mới nhất mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái đề tài này kế tiếp thì chúng ta cũng đã biết là cách đây vài ngày ngày 23 tây tháng 6 đó thì quốc hội của hoa kỳ đã mời một trong những người mà các bạn đã quen thuộc đó chính là cho Hoskinson của Cardano nên quốc hội và thật ra đây là cái buổi điều trần với lại cái hội đồng nông nghiệp của Hoa Kỳ thì có rất nhiều những câu hỏi thực ra mà nói là tóm tắt lại có một phần mà thùng cảm thấy là cho Hutchinson à, cũng đã trả lời rất là thỏa đáng đó chính là làm sao để mà quản lý hàng ngàn những cái token trên thị trường các bạn thì được là thị trường crypto bây giờ đó chúng ta chỉ tính riêng trên khối đó đã, đã tới là 13.485 token thì làm sao để có thể quản lý con số lượng token nhiều như vậy thì John Hutchinson đã đưa ra một cái ví dụ thường cảm thấy rất là hay đó chính là chúng ta hãy nhìn vào cơ quan thuế của Hoa Kỳ đi nghĩa là IRS thì IRS các bạn có thể là mướn thêm người có thể là họ tăng gấp 4 lần quy mô nhưng mà cũng không thể nào kiểm tra từng người từng người một của Hoa Kỳ khi mà họ thay thuế hàng năm cho nên cái mà cần làm đó là cần tạo ra một cái hệ thống tự chứng nhận và điều tra khi mà có sự bất thường mà thôi và một cái ví dụ khác được chia sẻ bởi Charles Hutchinson đó, chúng ta hãy nhìn vào cái ngành ngân hàng bây giờ đi thì ngân hàng bây giờ đó cơ quan chính phủ đâu có phải là quản lý từng giao dịch một đâu ngân hàng là họ chịu trách nhiệm để mà kyc xác minh thân phận của cái người gửi tiền hay là họ chịu trách nhiệm để mà tự chứng nhận là những cái giao dịch đó đó không có liên quan đến lừa đảo hay là liên quan đến cấm bệnh kinh tế vân vân và những cơ quan chính phủ đó chỉ điều tra những khi nào mà họ cảm thấy đã có gì đó bất thường mà thôi Thì đó là cái cách mà hoạt động đó với ngân hàng bây giờ thì không có lý do gì Mà chính phủ của Hoa Kỳ đã cần phải quản lý tất cả token trên thị trường cần phải đưa ra một cái hệ thống rồi những cái token này để họ tự chứng nhận là họ không phải là một chứng khoán hay là những giao dịch trên nền tảng của họ đã họ có cách để mà quản lý hay là cái gì đó để cho chính phủ Hoa Kỳ có sự an tâm đó là cái cách quản lý đối với lại hàng nghìn token trên thị trường và quốc hội Hoa Kỳ hầu như là cũng có cái sự chấp nhận đối với lại cái lời à, chia sẻ này đến từ George Hoskinson. Thông tin kế tiếp, thông tin dành cho những bạn nào mà bị dính vào cái vụ mà mất tiền của Axie Infinity đó cách đây vài tháng. Các bạn đã nhớ là có một vụ hát rất lớn liên quan tới cái game này họ mất tới 620 triệu USD. Thì à, dựa theo thông tin mới nhất đến từ đội của Ronin Blockchain đó thì họ chia sẻ là ngày 28 tháng 6 họ sẽ bắt đầu bồi thường cho những người nào mà dính vào cái vụ này. Thì đây cũng là một cái thông tin tốt như mình nào mà đang chờ đợi một câu trả lời đến từ Ronin Blockchain cái thông tin kế tiếp tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là thông tin liên quan tới SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì thông tin mới nhất đó là Gary Gensler chủ tịch của SEC nói là họ muốn làm việc với lại CFTC có nghĩa là ban quản lý à, hợp đồng tương lai của Hoa Kỳ thì đây là một điều mà thường cảm thấy là cũng hợp lý mà thôi Tại vì các bạn đã thấy là SEC là một đơn vị hoàn toàn không có tốt đối với crypto ở Hoa Kỳ Và gần đây đó đã có một cái dự lực Dự đường này được chia sẻ bởi hai nghệ sĩ đó chính là Lumos và Unibrand đến từ hai đảng khác nhau và tôi biết là như vậy đó họ cũng đã cùng nhau đưa ra một cái dự luật crypto rất là chi tiết mà mình thường đã chia sẻ trước đây với các bạn à, nhưng mà một phần mà chúng ta cần phải lưu ý đến đó, chính là cái phần liên quan đến ai sẽ là chủ quyền quản lý thị trường crypto này có phải là SEC hay là CFTC và trong dự luật này đó nói là phần lớn crypto sẽ được quản lý bởi SEC nhưng mà một phần crypto đây có thể những đồng lớn như là Bitcoin, Ethereum và, và những năm lớn khác đó có thể là không phải là chứng khoán và sẽ được quản lý bởi CFTC. Khi mà thông tin này được chia sẻ ra nhiều người nói là đây là một cái dự lực tước quyền của SEC để mà giao cho CFTC. Nhưng mà đó là điều mình thường cũng muốn xảy ra tại vì SEC đó rất là không tốt đối với thị trường này. Nhưng mà sau đó, đó thì hai nghệ sĩ này cũng đã chia sẻ rất không phải như vậy. SEC vẫn quản lý phần lớn token nhưng mà để thường chia sẻ với các bạn một điều, tuy là thị trường này đó có tới 13.000 token nhưng mà chúng ta chỉ tính riêng hai đồng lớn thôi, Bitcoin và Ethereum, các bạn cứ cộng hai cái phần trăm này lại đi là đã chiếm 54 55% của tổng số vốn hóa trên thị trường rồi. Chứ đừng có nói tới chúng ta cộng thêm những đồng lớn khác như là BNB hay là XRP vân vân thì phần lớn thị trường này sẽ được quản lý bởi ai? các bạn cũng đã thấy rồi đó chính là CFTC chứ không phải là SEC đâu tuy là SEC trong quản lý phần lớn đồng nhưng mà phần lớn thị trường là nằm trong quyền hành của CFTC cho nên khi mà thông tin này được chia sẻ đó thì SEC không có được thoải mái lắm và việc mà SEC đã muốn làm quà và muốn hợp tác cùng với lại CFTC là một điều hiển nhiên thôi tại vì họ không muốn mất cái quyền lợi này để quản lý thị trường crypto đặc biệt là gần đây đó chúng ta sẽ thấy được là SEC gặp rất là nhiều những cái áp lực đến từ nhiều nghị sĩ tại Hoa Kỳ tại vì sao? tại vì họ là những người mà chuyển qua ủng hộ thị trường này có thể là họ à, nhận tiền à, quyên góp để mang ra ứng cử đến từ những công ty crypto hay là họ hoặc người nhà của họ đầu tư rất nhiều tiền vào trong crypto cho nên họ rất đầu quan tâm đến thị trường này chúng ta chỉ nhìn riêng crypto nói riêng đó chúng ta theo những nghị sĩ lớn như là Ted Cruz, Pat Toomey, Senator Loomis vân vân các bạn thì được là bên dưới này đã có tới phần nghị sĩ rất là dài và đầu tư vào những công ty crypto như là Coinbase cũng có nhiều nghị sĩ đầu tư vào Meta công ty Facebook cũng có rất nhiều nghị sĩ như các bạn thấy trên màn hình cho nên áp lực ngày càng tăng cao là thị trường này cần phải được phát triển và cần phải được quản lý chứ không phải là cứ tấn công thị trường này như là SEC đã và đang làm hiện tại tại vì các bạn thấy được là SEC đó cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa có cho bất cứ một cái quỹ Bitcoin spot ETF nào thông qua hết cho đến thời điểm bây giờ và tháng 7 này đó nếu như mà họ từ chối cái đơn đến từ Rescale đó thì Rescale sẽ đi kiện họ và các bạn đã biết là họ cũng đang dính vào cái vụ kiện lớn giữa SEC và công ty Ripple. Thêm vào đó đó các bạn thì được là SEC đã đưa ra cái bảng thống kê là họ đã kiện bao nhiêu những cái token. Chúng ta thì được là trong năm 2020 đó họ đã tấn công tổng cộng là 19 token Năm 2021 đó là 14 token Và những token mà các bạn cũng đã nghe nói tới những cái dự án lớn Như là chúng ta nói tới những dự án liên quan tới Block One Có nghĩa là liên quan tới đồng EOS đó Chúng ta cũng nói tới dự án liên quan tới Nebulous Telegram, đồng Thon, vân vân rất nhiều những cái dự án đã bị SEC kiện hay là hù bị kiện dẫn đến những dự án này đó họ phải đóng cửa và không tiếp tục hoạt động được và đương nhiên có ảnh hưởng đối với nhà đầu tư và đương nhiên chúng ta cũng đã nói tới là công ty Ripple và SEC đăng kiện và thắng thua vẫn chưa có rõ và nhiều thông tin cho thấy được là SEC thật sự là không có nắm cái quyền thắng lớn trong cái vụ kiện này đâu và chúng ta cũng có thể thấy được là SEC đã cũng đang áp những công ty trong thiền crypto các bạn hãy nhớ là công ty Coinbase khi mà muốn đưa ra một sản phẩm thì tới SCC để mà hỏi cái ý kiến của SEC tại vì SEC nói là họ sẽ làm việc với tất cả những cái dự án trên thị trường này chỉ cần là tới kiếm họ, họ sẽ hỗ trợ nhưng mà khi mà Coinbase tới, họ muốn đưa ra một sản phẩm uh, Coinbase Land có nghĩa là sản phẩm các bạn gửi tiền lấy lại đó thì SEC nói là không cho và sẽ kiện nếu như mà Coinbase đưa ra sản phẩm này nhưng mà nhìn ngược lại đó thì uh, Coinbase không đưa ra sản phẩm này là tốt hơn tại vì tình hình bây giờ với lại celsius với lại nhiều những cái dự án tương tự thì làm cho nhiều người cũng đã mất lòng tin đối với những cái công ty mà các bạn gửi tiền vào để mà lấy lãi rồi và các bạn có thể nhìn thấy được là cái số lượng Bitcoin ETF bị từ chối bởi SEC là nhiều vô số kể luôn. Và ngay cả một trong những quỹ viên nổi tiếng của SEC đó chính là Hester Pierce cũng đã lên tiếng nói là không đồng ý với cái cách xử lý về cái dân crypto của SEC hiện tại. Chúng ta sẽ chờ đợi xem coi tháng 7 này SEC sẽ có phản ứng gì đối với lại cái quỹ đầu tư Bitcoin Spot ETF Grayscale. Nếu như mà được thông qua ra đây sẽ là một cái thông tin rất là lớn. Còn nếu như không được thông qua thì sẽ tiếp tục có thêm một vụ kiện lớn. Giữa công ty RayScale và SEC Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn Rồi sau đó các bạn có thể là tiếp tục Cái à, cuối tuần của mình Đó chính là thông tin liên quan tới Solana Thì à, đương nhiên chúng ta cũng đã nói tới thông tin Là Solana sẽ đưa ra à, Một cái điện thoại gọi là Saga Thì rất nhiều người chọc quê là tại sao Solana lại phải đưa ra một cái điện thoại như vậy Thì à, có một người ở trên mạng này Cũng đã giải thích rõ về vấn đề này Tôi cảm thấy là cũng có lý đó chính là khi mà chúng ta nhìn vào tại sao mà Solana lại phải đưa ra một cái điện thoại 1.000 đô Tuy là biết là điện thoại 1.000 đô không phải là con số nhỏ và phải cạnh tranh với lại Apple phải cạnh tranh với lại Samsung cho nên hoàn toàn không dễ dàng Nhưng mà cái được nói tới đây đó là Solana muốn chứng minh là khi mà sử dụng điện thoại Mà chúng ta có thể là trực tiếp sử dụng những cái ứng dụng phi tập trung những cái NFT trực tiếp mà không cần phải thông qua một cái công ty thứ ba bây giờ đó phần lớn là mọi người thông qua những cái uh, extension ở trên browser giống như là MetaMask để các bạn có thể là trade những cái NFT đó cũng là một cách làm nhưng mà không dễ dàng làm trên điện thoại cho nên thực ra mà nói nếu như mà nói là các bạn có thể dễ dàng trade NFT giống như là trên máy di tính á, thông qua điện thoại thì không dễ dàng chút nào hết tại vì các bạn thấy được là các bạn chưa có thể sử dụng những cái chợ tập trung mà thôi. Chứ còn nếu như các bạn muốn lưu trữ trực tiếp trên ví của mình thì rất là khó. Cho nên Solana đã nghĩ đây là một trong những cái xu hướng kế tiếp. Là sẽ có nhiều người sử dụng điện thoại di động mà không có sử dụng máy vi tính. Họ cũng muốn tham gia vào NFT, tham gia vào những cái ứng dụng phi tập trung. Cho nên họ đã tạo ra một cái gọi là Solana Mobile Stack. Có nghĩa là một cái phần mềm chạy trên máy điện thoại có thể cho mọi người sử dụng và kết nối với lại cái ví nóng trực tiếp sử dụng máy điện thoại mà không cần phải thông qua máy vi tính nhưng mà cái phần mềm này nếu như mà họ muốn tới những công ty như là Apple hay là Samsung những công ty lớn và nói là bây giờ hãy tích hợp phần mềm này vào trong điện thoại của họ đó thì đương nhiên là những công ty đó có thể là không đồng ý và rất là khó để thuyết phục những công ty đó tại sao lại cần phải có cái phần mềm này khi mà họ gây về điện thoại của họ cho nên Solana đó đã quyết định là đưa ra một cái điện thoại riêng của họ với cái mức giá là 1000 đô Tại sao 1000 đô? Tại vì nếu như mà điện thoại này đó Lý do họ không phải là để bán rừng lớn Mà họ chủ yếu là bán để dùng cái đó Làm cái mẫu để cho những người khác thấy được là Khi mà có được một cái điện thoại Mà có thể dễ dàng tích hợp với lại cái ví lạnh nằm trên điện thoại đó Và lưu trữ NFT Mua bán NFT đó thì nó sẽ có cái lợi thế như thế nào Và nó sẽ có tiện ích như thế nào Cho nên họ cần phải có một cái điện thoại mạnh Và có thể là xử lý được những cái game trên điện thoại đó để mà kết nối với lại NFT cho nên điện thoại này mới đáng giá là 1 đô có nghĩa là người này đó theo cái giả thuyết thì Solana thực sự là không có ý định bán gì điện thoại này đâu và họ cũng không có nghĩ điện thoại này sẽ là một điện thoại mà mọi người đều sử dụng họ chỉ muốn đưa ra một cái điện thoại thực sự là người ta có thể mua và sử dụng nếu muốn và có thể trải nghiệm sử dụng những cái ứng dụng tập trung trực tiếp thông qua điện thoại là như thế nào và có thể là dùng đó để thúc đẩy những công ty như là Apple và Samsung để mà ủng hộ cái phần mềm của Solana tích hợp vào trong điện thoại của họ đó là cái giả thuyết người này đưa ra các bạn nghĩ sao về giả thuyết này các bạn hãy comment ở bên dưới và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong cái video cuối tuần ngày hôm nay bây giờ là khoảng 1 giờ trưa thì tôi sẽ ngưng cái video này ở đây và sẽ đi ăn cơm trưa và tôi hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ một lần nữa cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và những người nào mà có hứng thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những cái ưu đãi như là có thể nhận được bonus hay là nhận được cái giảm phí giao dịch lên tới 20% cho những sàn lớn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn! Let's go! Yeah! I'm like an addict, do I got to have it? I ain't even playing, got a really bad habit if it moves got to grab it. fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got